Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube Sơn Dược Vlog nha anh em. Anh em ơi, hôm nay thì anh em mình định đi biển một chuyến, lâu lâu ở nhà, giờ này ở nhà hoài quá, lâu lâu đi xa một chuyến. Mình hẹn thuyền đi rồi, đi ra đấy đánh bắt cá ngoài biển á. Nhưng mà sáng nay sao nó lại gió nhiều quá. Bên mình cũng gió thổi ù ù ù luôn các bạn ơi. Bên biển thì nghe nói thổi cấp 4 cấp 5 cho không dám đi được, ráng hẹn một hai ngày nữa. Thì hôm nay anh em mình sở một ý tưởng khác để mình quay cho các bạn xem nha. Ngày qua anh làm cho cơ bây giờ nó làm một hậu đổ là ba cua xanh luôn. Ba con cua xanh đấy. Trạm mưa thu ba con cua xanh hả? Đúng rồi nè, để giùm mày quá nè. Yếu dữ không? Trạm quýnh lại anh hai sao? Làm gì thua thôi chứ. Trạm mà quýnh ông hoàng anh hai hả? Mày xe một thù làm tiếp. Chấp hai bi luôn chứ quýnh nhai gì trời. Ủa hai bi hả? Hai bi chấp điểm lại rồi trời. Quýnh nhai hai bi chấp điểm lại nè. Lên điểm. Anh hai ghê vậy. Còn Vũ đâu? Vũ sao không kiếm trạm? Đâu ai dám quýnh tôi đâu. Hay là giờ mình làm cơ gia vậy? Để anh em làm cơ gia. Con nghĩ là anh Toàn lấy cơ gia đi. Thằng Trạm qua thua anh Hải phải không? Bây giờ tôi Dương Toàn phi đi. Thằng Hải Dương Vũ phi. Bên em mà đi quýnh cơ gia chắc anh là phải thể hiện như trong đây. Lại mấy đứa đây chắc dày quá. Non mà xanh quá hả? Non mà xanh. Mà sao đợt trước kêu đợt trước quýnh thua em kêu hứa bỏ gia rồi mà sao cứ đi quýnh lại vậy? Tính bỏ bây giờ mấy đứa quýnh thua lại là thề đó là kêu bỏ gia mà bây giờ quýnh đi làm vậy nè. Có hôm bữa có không? Mà đúng không? Không nói vậy. Thôi bây giờ nói vậy. Mà đúng không? Hôm bữa có thề không? Thôi bây giờ vô cuộc chơi như thế này. Nhưng mà bữa có thề không? Bây giờ mà đi vô quýnh bên là thua. Là bên em muốn ăn món gì ăn để cắt kèo cho em Dương Toàn phải không? Anh Vũ đúng không? Mọi người không biết là thắng là muốn ăn gì ăn mà thua là phải nhịn luôn ha. Nhịn luôn. Ok không? Nhịn là cầm ngậm cùi bắp hay ngậm gì là nhịn không ăn miếng nào luôn á. Không ăn miếng nào để luôn. Cho thêm mình ăn. Vô, muốn gì nói luôn chứ, muốn gì? Không, xí nữa rồi ai thích mà ăn gì nói luôn đấy. Ăn gì ăn, ăn luôn nha. Ê, bật tiền nha, bữa nay là ai chơi ai thua là người đi chịu nha, em không chịu nữa nghe chưa? Ok. Đồng ý không? Ba cảm có tiền làm gì mà hầu mà đổ ra là quýnh ông được là. Rồi anh em ơi, bây giờ lượt chơi anh em mình rất là đơn giản luôn nha. Hôm nay á, trong cái phòng nó hơi kín nha, anh em nói nhỏ nhỏ nó ồn lắm nè. Hôm nay á, ai thua bên nào thua nha, từ từ có người nói người nghe không nói nhiều ồn. Bên nào thua là chung tiền gà. Hôm nay là quyết định làm cái món gà đốt thơm đi nha, anh em chốt món gà luôn. Là thua là chung món gà và làm anh em ăn luôn, từ từ Toàn. Bên nào còn cái chuyện nước chứ tiền mà bàn là em chịu. Hôm nay là chuyện mồi là anh chịu, đồng ý không? Chơi không quạo, ok không? Đàng hoàng. Rồi, tay vô chứ không quạo. Mới sáng anh em chuẩn bị dậy sớm á, mới có 8 giờ rồi mà anh em nghe. Hôm nay anh em mình đổi gió xíu nha các bạn. Không đi biển được thì anh em mình vô thành kiến. Ở ngoài trời quay gió á. Vậy ạ. Mày điểm của mày điểm ba tư một cơ trời một cơ mơ đó vô cuộc. Wow thắng rồi thay thắng rồi thay gắn 5 điểm rồi qua tay thay nè nhỉ không cái tay hai quýnh nhất hôm nay mà nghĩ sao anh hai được quýnh nhỏ quá anh bay mấy chiếc kia rồi anh em thấy mấy chiếc cáo không bay mấy chiếc kia mình điện được cây cơ của anh hai á sao luôn cái này wow cao rồi vũ phí à quá đúng rồi đúng rồi có khi em không quýnh luôn à chỉ sao cái mới thôi kìa thôi mà ba mấy cầu thủ quýnh tèm quýnh ha quá gà chưa đủ biết gà này chạy đạn á con gà nó xanh á nó xanh như bèo lá chú chạy đạn vũ chạy đạn vũ ấy trời ơi thay tay vũ nè thay tay vũ á ủa quá quýnh đường này á chạy đạn á có đường nào chạy đạn không mẹ đâu từ từ lấy điểm đi chạy đạn mà đạn còn có tay nữa mà có tay trong cơm mà còn anh nên thấy tay cơ của em nè to 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 đạn này đi làm xíu xíu ha rồi cái câu trời. Ủa mình sẽ đi luôn ra. Hôm nay mình làm một món gà đốt thơm đặc sản ba Kiên Giang. Kiên Giang đặc sản Kiên Giang hay sao các bạn?
2 điểm. Rồi 2. Còn 2 điểm là đủ. À, sáng mai sung trời. Wow. À, ở Sài Gòn cũng một cơ là khổ. Sài Gòn. Ê, hình như có máy quay em quýnh giỏi. À, rồi. Kẹo luôn, thấy máy quay quýnh gì yếu. Bình thường có 2 sao em, trận nhân toàn có 2 yếu nè. 8 rồi. Cô lên đi. Sao được. Đúng rồi, giết trái. Đây là sao mà giết giết trái. Còn một điểm đi sao Vũ? Để giữ với điểm. Cái này á. Một điểm để con lấy đủ cho rồi. Quýnh nhanh ra, mới có 10 phút đã đủ đi rồi, ra nhanh ra. 29 bên này nó tiên tiên gió không à. Xin nghe vậy, đi đủ luôn cho mắt hùng. Còn đủ này. Thua. Vũ, cái liệu đây Vũ, cái liệu. Bổ cơ đi. Không, để dùng cái liệu, để dùng cái liệu này. Con sát ba ngày. Dùng cái liệu anh em đi nè. Ôi, bên này mình gắt rồi chứ nữa. Sao chơi vừa gà vừa dưa luôn dữ trợ. Thắng đậm với trợ. Anh thấy lớn mà. Ấy là gà là em mua lũ nó mua gần dưa là anh mua hai lũ nó mua luôn. Dưa để con em nó tiện cho mà mình mua luôn chứ gì đâu. Dự. Chưa hết vừa ăn dưa rồi hả trợ? Dạ đâu đâu. Anh hai phụ này. Hay là con gà số thả không muốn ăn thả luôn rồi. Thả đi nha. Vậy số không muốn ăn mà. Bác đi, tôi biết. Tự bác đi. Chứ người ta mua rồi mình bắt đi thôi. Tự bác đi. Anh Vũ rồi bác đi. Đây còn hai bác gà nè. Dân... gà đồng tảo thấy gà mái đó gì vậy? Anh em ơi có gà đồng tảo nè anh em. Gà đồng tảo trước mình mua nè anh em nhớ không? Bây giờ lớn cái tim bao nhiêu rồi nè các bạn. Biết biết ghế rồi. Anh Hải hôm nay anh ăn đủ luôn rồi các bạn ơi. Vừa ăn gà vừa được bia bây giờ sướng quá sướng rồi. Chơi mà có thắng có thua cho anh Hải. Không. Quá sướng rồi. Người mình đi thấy được thế. Sao rồi 2 giờ mà đang cấp thế này. Anh Hải anh thua mấy chiếc ghi rồi mới quýnh được bây giờ đang cấp rồi đấy á. Anh thấy gà mình đĩa ra giờ không? Đẹp không? Hôm nay anh em sẽ làm món gà đúc thấp nha các bạn. Úp gia vị vô hiển. Mình thua mình phải làm này. Trong đây có tiêu này, hành, tỏi, bột ngọt, với đường, với xíu mắm nha các bạn. Rồi, đây mình cho vô. Ở đây là dầu hào các bạn. Mình chơi có một muỗng này, một muỗng đến một muỗng rưỡi. Làm cho ngon nha anh hả? Anh mà anh khó tính lắm nha, Dương Vũ. Em lâu lâu em làm ẩm thực à, nó hơi dở là anh đừng có lo nha anh hai. Đâu có tiền nghiệp. Cái này là đặc sản Tiền Giang hay Kiên Giang giờ không biết nhưng mà cái đây là Tiền Giang hả? Ừ. Thấy tiền nghiệp trộm cũng cao hết chứ. Cao không? Bỏ muối mắm nhiều vô. À, nhưng mà cái đây là ở người ta lá là lá trúc hiện ơi. Đây mình cũng có lá trúc mình chơi lá chanh non đi. Rồi cái đây là vô. Cái gì mà vô? Hả? Cái gì? Vô. Đi cắt vô là cái gì trời? Vô là cái gì? Trời ơi, con đậu ơi. Nó không biết cái gì vô. Được không? Vậy trời. Vô. Con cầm hũ muối với hũ mắm nhiều bỏ đây con. Trên hai dân Vũ ăn mà lúc ai có ăn đâu mà. Rồi, mình tổng hết. Tin tưởng ông Đẹp làm mà sao để vậy Vũ? Ồ, bây giờ đã rồi toàn. Bây giờ tôi thắng mà không biết tôi làm hết trơn. Bây giờ em giao luật này nha. Nếu anh Hải với Vũ thắng mà ăn không thấy con gà là phải đền là con gà khác nghe chưa? Đó, con gà phải gì ăn gì nữa chứ. Bỏ muối nhiều vô trạm. Muối gì? Ăn là phải ăn luôn. Thấy luôn nha. Không để được. Mà anh ăn càng được, mua cái ốc xe tậu luôn. Cái món này không có. Món này người ta đâu có được đâu, phải làm đúng. Làm đúng của người ta mà. Món này cay đặc. Chảy bỏ mắm nhiều vô. Miếng mắm vô. Mắm đâu miếng bỏ 2 muỗng. Bỏ luôn làm với mắm làm đi. Anh hai. Thấy là đỡ rồi đúng không? Còn lấy tiền mua thùng bia không? Rồi mình ngắm cho trong vòng khoảng chừng 15 phút đi. Ủa? Vậy? Vậy? Thùng vậy? Để tôi làm với ai biểu? Ý là thùng vậy vậy? Thùng vậy sao quá lạnh vậy trời? Thì bỏ vô để cho nhanh nè. Còn làm mấy hồn nào? Lấy hồn đi không? Vũ với anh hai ngồi chơi rồi. Đi. Chơi đi. Ngồi đứng thức cái tự nhiên thua phải làm nhé. Bỏ tỏi vô luôn thùng ơi. Vậy đi. Bỏ một nửa, mở nửa lá chanh luôn. Để không luôn gì? Đập. Anh em ơi, lá chốt sao quê mình không có lá chốt ta? Hậu giọng thấy ai sách bao chanh chưa? Sách bao chanh hả? Ồ, dính ra bèo. Tiếp đúng rồi. Trúc của mình mà hậu nó thấm ra cái nách mình á. Thôi. Ba là cho nó điều. Không biết anh em mình sử dụng lá chanh có thay thế được là lá trúc không nha các bạn? Lá trúc ở đây núi hay là ở dưới đồng bằng hả Vũ? Đổ này nhớ không bạn? Vũ. Lá trúc ở đây núi hay dưới đồng bằng? Ấy mình núi rồi. Mình rửa ra cho, mình rửa ra đổ vậy. Không? Ờ, đổ vậy vậy cho. Ồ, đúng rồi. Vậy bỏ vô. Lên màu đẹp quá. Ồ, món này có vẻ là... Ủa sao ta khế thì ta chạy đâu? Quá nói luôn rồi. Wow. Anh thì... Sao đôi giống nhó? Anh ơi, để ba xíu. Đâu? Lá chừng với mấy... Ê, bây giờ thua bây sao mình chơi bị lắc nha. Hả? Bây giờ chơi bị lắc đã thù rồi. Ờ, bị lắc càng thua nữa. Bị bỏ vào các bạn. Chứ không nó cháy đứt bà về bà tám bà xử luôn á. Sơn này biết bao nhiêu hiền, biết bao nhiêu món rồi mà. Biết bao nhiêu món rồi. Món này cũng là một món đặc sản ở miền Tây nha các bạn. Anh em có cái món nào đặc sản ở vùng miền khác thì anh em mình chỉ mình làm tiếp nha các bạn. Mà ăn cho hết món Việt Nam luôn mà. Ủa ông Vũ để đây tôi bừng chạm luôn. Giờ đói bụng rồi làm phụ làm đến vô ăn chứ. Món này cỡ tầm bao nhiêu phút toàn? Chắc cỡ 30 phút anh chỉ nha.
3 tiếng đi. 20 3 tiếng anh cha gà nấu đi ngục ấy. Ừ. Hai anh Vũ bữa nay được sướng bữa ha. Sướng không? Còn gì bèn nữa trời. Em cũng bị đây là bún bi do tháng rồi. Bữa sau là món gì nữa à? Gì vậy? Đi mẹ. Ghê ta. Đi đây. Dạ. Bỏ lại cho sang. Cúp đây. Bữa sau có vụi nữa. Đâu? Lại nhẽm mềm. Lại nhẽm mềm. Làm sao bờn Vũ để coi sao. Đây. Đồ của nó làm cái rốt cái chết luôn á. Sao xương cậu kêu rốt rốt là trời. Được chưa? Ừ, lên nhẽm mềm. Đi 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 con thằng thở rồi. Đâu đâu đâu. Đâu. Đi đi. Thằng đó đó. Đi dân chết rồi. Rồi, nghe cái tiếng gì không? Xèo 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 á. Ồ biết nó tiếng gì ta? Sao nó hở hai rồi hen? Sau thời gian tầm 20 phút nha các bạn. Để coi thử nó thành gà bóng đêm hay là gà bóng đêm đâu. Gà bóng đêm hả? Dạ đó. Anh hai gà bóng đêm rồi. Chơi à. Đúng quá rồi. Mình đến, mình đến. Ồ bóng đêm thiệt rồi. Không có đâu cháy, cháy sợ cháy đâu. Cháy xoàn quà tám nào chứ không cháy hết á. Cái trình lên thơm ghê. Nó này thơm nồng luôn rồi. Thơm mà nồng. Wow, đậu mắc ở dưới quá ngon luôn. Wow. Đây. Cái này chỗ bé xíu cho chín rồi. Gần cái này là chín rồi. Ừ, chín rồi. Ủa xào luôn. Xào luôn. Xào luôn. Muốn xuống mình cháy xoàn rồi. Ừ. Bao nhiêu đẹp. Ăn gà gì mà gầm gầm tơ dưới trời. Bánh đêm nha. Một bên là gà bóng đêm, còn một bên là gà địa ngục nha các bạn. Không do nó ít xảo quá, nó tiếp xúc da nó đụng cái đá này nội không em. Ăn có được không? Được xong được. Ủa? Hiển? Ừ. Hiển công tài, nãy công tài mà có quyền ăn được chứ. Được chứ. Tôi còn mua không ăn thôi chứ làm sao mà tự nhiên. Trọng tài vô làm không bia rồi. Cảm tài chứ đâu phải là. Không, anh ăn đi. Hai người ăn hết con gà là đền người khác nó trước rồi á. Ồ, ăn hết. Em thấy gò điện gò khác đi. Nhưng mà gà xong đang thui gì nữa này. Cho thử thơm, thử thấy mùi không? Wow. Nhấm nhấm chứ. Thôi thôi thôi. Không có đỏ luôn á. Mời nhà nha. Chính mình đang thui gì kìa ông ta. Mời cả nhà nha. Mời anh em nha. Mời anh em thông cảm nha. Bữa nay đầu bếp bên mình nó bị yếu tới nghèo quá. Mời chồng với Toàn trong đêm nha. Ồ, gò sao nó giòn, do nó giòn dữ ta. Ồ, nó giòn nó giữ nước à. Gì này? Ồ. Trời ơi. nó ngọt tới đôi bờ môi luôn. Điên cái đồ dữ không? Điên đầu nóng gà thì cái đồ. Nhắc tới thì nóng. Toàn ấm gà lại xíu Toàn. Nhìn đây sao vô hình nó đang phản cảm quá. Đặt lại đi. Đầu bếp nè, đề nghị đầu bếp Toàn với Dương Trạm nè, lần sau rút nghiệm nè, nấu ăn phải nấu kiểu vậy đâu nè. Không, để mình vô sơ ý quá không? Ít sợ á. Không, mình tôi cũng muốn làm cho ngon cho anh hai Vũ ăn chứ mà. Ngon rồi. Quay hỏi thiệt anh hai với Vũ ngon không? Rồi, phủi quá đen. Để từ thơm mùi lá chanh nè, mùi sỏ nè. Gì vậy? Mà nó giữ hấp cái kiểu này, làm cái kiểu này là nó giữ nước lại, nó ngọt. Nước dính vô cái tè này chứ chết. Múc đi. Đang thua tôi lùi. Kệ mấy đâu, cái nước ngọt mà. Vậy cũng cắn miếng thịt mà mình giống này xí lòng rồi ha. Ủa má mình nửa con gà rồi hả? Đơn giản thôi. Ăn gì không đang? Đem ơi. Đang lấy mấy đầm hàng mát tôi đi. Toàn. Gì? Ăn gò mà làm như uống bia uống rượu ông nào cũng nhém mét á. Anh Hải anh chờ cái nước chấm của anh Hải. Nhém mét là mình tận hưởng cái vị ngon của gò. Đây nè bột mì tôm với nàng chanh nha các bạn. Anh Hải anh làm cũng sao món này đẳng cấp hết chứ. Sao tiền luôn rồi. Vô đầu đây. Lần sau chứ đừng mua rau nữa. À Trạm ơi, rau là mua để hoang phí quá. Mình ăn chứ. Rau mình ăn được mà, phải không? Trạm ăn rồi chưa ăn vô. Được ăn rau mà. Uống bia trời, công tình người ta mua thùng bia để trời. Biết chứ đừng mua. Tôi khui vô. Được rồi. Ăn nhấm nhấm. Nó hấp chứ hiện nó buồn á. Hiển thua mà. Không thua không Toàn? Không không. Thôi mình thua mình khỏi. Này đang yếu sang gà tốt với ta. Hôm nay động lực nó đưa đẩy sao. Gì động lực con nghe tôi kêu nghe động lực gì. Đây anh hai. Em két cái khớp ra cho. Ừ. Hay vô ăn có vẻ ngon vậy. Khớp ra cho nó dễ ăn. Gà này có đặc trưng so với gà mình hay làm kia không? Nó con gà nó khác hơn gà kia, mấy gà kia chứ. Ê. Cái gà kia mình dục bên đi. Ăn cái đây nè. Mấy gà kia là ông mua con gà này là gà mà anh thua bây giờ mua. Dạ. Ừ. Cái gà nó có cái điểm đặc trưng mà làm món đặc sản ta. Nghĩ là cái lá chúc á. Lá chúc nó vị đúng giống lá chanh mà. Thì mình cho chúc này mình bỏ chứ bằng anh đi mình ghi bằng út vô thành lá chúc gì đâu cũng bằng chờ mà. Thêm chút dầu sắc. Ồ. Điên đầu. Sơn hà nè, nó nói nè nghĩa trời. Đang ngon quá. Ê, tổng cảm. Toàn như Vũ á, Toàn như Trạm Ngậu Hoàng nghiên cứu cái gì bữa sau thắng được anh Hải với thằng Vũ không ăn. Mà sao tao tiên hiền cảm nó cao cho nước gia vị ngon chứ. Ê bữa xe mình chơi trò chơi là chạy đua đi. Chạy. Ừ.
cái này là chắc anh cũng không tự hào, nếu chạy đua chắc cũng tầm cỡ nên thua. Thế là bao dịch cơ, bao dịch rồi anh chắc gọi là bao tiếp sức lại nữa. Nhưng mà lại có chiều hay à, mình chơi như môn thể thao Việt Nam rồi, toàn tiếp sức bao trăm mét rồi ta em bao trăm mét rồi ta là vì anh hai tháng đầu, vì anh chịu nổi ngày mai rồi thế vô tư, ngày mai rồi thế giữ im đồ hình đó nghe, vũ nó bao được mà sao ăn vũ bà cũng lắm mà nhận biển mà thua mà mấy em mà trả lại được câu hỏi của anh là mấy em thấy mà không trả lại được là chắc mấy em phải nhận thua đâu đúng rồi. Để nói đơn giản cái từ bơi là mình thi lên bơi chứ bơi biết là biết từ bơi dễ xuống nước bơi lậu là cái ngọn người đánh cắp không là cái chỗ là đứa nào mà xuống nước thả tê chân hai tê con nẫu ấy để trên mặt nước không cửa động dẫn nẫu gọi giá trị bình thường đó vô vậy dạ biết bao mà đang nẫu bình thường thả trên mặt nước thôi nha chân không được hạ dưới mặt nước nha bình thường hai chân hai tê đều nẫu lên hết nha vụ gì đâu mấy người đó là mấy người xanh cỏ rồi mà đâu mà thể hiện khí công của để mình nâng cái gì cũng khí công cái bao cũng khí công khí công nó mới nẫu chứ bạn khí công trên đuối mà mấy người trên đuối mới nằm vậy chứ không nè mày nẫu con nè trên mặt nước con nè con em ơi em nằm ngửa nha không khó nếu là chân ăn là khó em ngửa rồi ok em đâu ngửa được mà chân hai tê em đem mày có quạt tay không có quạt tay không quạt luôn chân không cửa luôn khó anh đừng có giữ lại nhận cái đó gọi là nước chấm cái gì hấp dẫn ở đây anh nha em dương toàn là lý do là anh đi biển thôi tập sức quật của người đỡ phao cầu nó béo có mỡ buồn béo em cái cánh ướp này anh thấy hấp dẫn này gì nó vậy mà thứ hai mà cái gì với tự tin với riêng mà kêu vấn đề bao lậu là thế này cũng làm không mừng. không nói gì thêm mai vô chiến đấu là biết chứ không còn nói gì thêm không cần nói nhiều nói chung là con gà đây thì nói chung là gà mái nè nhưng mà cái bông trang nó cũng đẹp nè bông trang ở đâu đây nở hậu này bông trang này bông trang để bàn thờ mà ấy là bông trang là gọi nghĩa là coi thường thường mình coi là mấy cái đây gọi là người ta gọi là bông trang còn cái nào bông thọ đâu không cái nào bông thọ con đây độ sông khai nói chung là một hoàng độ một hoàng kiếm nói cho đúng nha thầy độ sông khai một hai dân chuyên nghiệp mà tiệm đâu tiệm đâu giao leo mà tiệm lấy cầu cây sàn được không tốt cầm cái chân gò mà nó nở hậu quả có làm đi mua đất á coi chân vậy không phải đâu coi cái lường cho chén đi chân con gò để ít thịt hơn chân gò công nghiệp đúng rồi đây mà thấy nó cũng ngọt không ngon á biết nhưng mà thấy tao coi nó hay ăn lì lì cho thấy chứ không thấy là mua gà răng nó nhiều nữa với lại nó cứng hơi cứng anh có thấy gà không mà mua gà khác nha nay hết cái gà là phải hết đầu nhưng mà mấy em thể hiện cái trò chơi gì mà để đúng em đúng anh Dương Vũ mới nói chuyện được thì đêm mai đi tiếp xúc mùa cử tri tiếp xúc ba đi ba tiếp xúc đi ba tiếp xúc vâng chứ mà nhớ bao nhiêu mét 50 mét là một người đây mấy hai người một đây mét quay ngược lại ok chứ mà làm mình phải có thua nữa anh cho đối một cái gọi là cái sông nước mình không biết là được lắm lúc rồi nó lại chuột rút đáng quá nó lại chuột rút bao gần bờ mà cho hai đứa là mặc hai cái áo bảo hộ này ôi khỏi non áo bảo hộ bơi nó mới lâu anh bằng hai bao chậm anh đang gài thế đó mà sao người ta không biết sao đâu này ngọt tật nhưng đâu mới xuyên bây giờ anh về anh cố gắng anh thề anh hết sao mà còn ngọt rồi anh thề một đang khác đi anh thề một đang khác đi là một phi là có hai cái mía hay một cây á bây giờ để đang thui mà sao em cũng ăn được luôn hả Vũ thấy chưa nó là có không có nhả luôn trời ơi hả cái này đi luôn sạch sỉ luôn rồi tưởng cái da đen nó bỏ lại làm đền chứ được rồi đây nãy căng 21 ngàn kè bỏ lại ông biểu một điện rồi khác đúng rồi đúng rồi hay rồi má nữa chứ tôi nãy tôi toàn mẫu đứa 105 ngàn á xong thời gian rất là lâu và anh Hải và Vũ đã làm con gà biến mất trong vòng hai đánh nhạc nha bây giờ thì mấy anh em chuẩn bị lên một cái kè nữa là thi bơi anh em bắt phi nào bắt luôn bây giờ luôn đi số 1 là bên toàn đen mà số 2 là bên anh Vũ bên anh Vũ nha bình luận trong cái video luôn để xem bên nào chiến thắng nha anh em cái mà tùy quá mà thời tiết kiểu này là mình đi bơi là đi bơi luôn hợp lý luôn á thì phải nói cho nó Vũ không nó nghĩ không có anh mình Vũ rồi chấp hai đứa được sao ấy là nó cái vụ ba á phải nó có anh để mai em hai đứa em chiến với anh Hải trước xong cái quận 2 là tới anh Dương Vũ dạ quận cuối tụi mình rút được chứ đúng rồi rút Hải được anh Hải được không sao không được trời ok là không phải người ta sao rút được anh em ơi chào anh em nha gọi là đến mới rút bên này chắc là bên hai bên này chắc không đội đi chung rồi chỉ còn nhiều trò để chơi nữa anh em chào anh em rất nhiều anh em yêu quý nhớ like đăng ký ủng hộ để mình nha.